Thân ái chào các anh. Hôm nay chúng ta học bài đầu tiên của cái chương hàm số. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa mới chấm dứt xong cái chương dãy số. Thế thì khởi đầu cho cái bài hàm số thì cái khái niệm quan trọng nhất đó là cái khái niệm ánh xạ, để thông qua nó chúng ta nhận ra được cái một hàm số được định nghĩa chính xác ra sao. Do vậy mà bài học ngày hôm nay thầy muốn giúp cho các em xem xét lại cái khái niệm ánh xạ là gì. Đây là một cái khái niệm mà tương đối nó mang tính nền tảng để chúng ta nghiên cứu về vấn đề giải tích. Thế thì ánh xạ thực sự ra thì chúng ta cũng đã học một cách rất sơ sài và thoáng qua ở trong chương trình phổ thông. Thế thì ở đây thầy sẽ đào sâu hơn, nói rõ hơn và mở rộng ra hơn để cho chúng ta theo dõi được cái khái niệm ánh xạ là gì. Thế hết ánh xạ người ta được định nghĩa như sau: nếu chúng ta có hai tập hợp A và B, X và Y khác rỗng, thế thì với mỗi giá trị X thuộc vào X lớn, nếu như ta xác định được duy nhất một cái phần tử Y nhỏ thuộc vào Y lớn, thì khi đó ta nói rằng chúng ta đã xác định được một ánh xạ đi từ tập hợp X vào tập hợp Y. Và khi đó thì chúng ta được ký hiệu như sau. Thường thì ánh xạ chúng ta có thói quen ghi ánh xạ tên là F hoặc G hoặc H vân vân. Thì trong ở đây thì thầy giả sử ký hiệu nó là F. Thế thì ánh xạ F này của chúng ta nó đi từ tập hợp X vào tập hợp Y và được thể hiện thông qua dấu mũi tên. Tương ứng với mỗi giá trị x nhỏ thuộc vào x lớn, ta đều xác định được duy nhất một phần tử y nhỏ thuộc vào y lớn. Và cái y nhỏ này chúng ta được diễn tả thêm một cách khác như sau. Y nhỏ được diễn tả bằng ánh xạ của chúng ta tên là F, thì ta ghi ở đây là F. Rồi mở ngoặc, đóng ngoặc. Đó. Ở đây ứng với giá trị x thuộc x lớn thì ta có được y, thì khi đó ta ghi f của cái x nhỏ này ở đây. Đó cái cách thức mà chúng ta diễn tả một cái ánh xạ f đi từ tập hợp x vào tập hợp y là như vậy. Sau đó thì chúng ta có một số những cái tên gọi mà chúng ta thường gặp, đó thì chúng ta nắm vững cái tên gọi như sau. Cái tập hợp x lớn này chúng ta gọi nó là tập xác định của cái ánh xạ f, hoặc đôi khi người ta còn gọi là tập đi nữa nhé. Còn cái y này người ta gọi là tập đến. Rồi bây giờ cái chữ y nhỏ này của chúng ta này, y nhỏ của chúng ta là thuộc y lớn đó, thì ta gọi cái y nhỏ này nó là ảnh của giá trị x, ảnh của cái phần tử x qua ánh xạ f. Hay người ta còn có thể gọi nó là giá trị của x qua cái ánh xạ f, tức là y của chúng ta nó bằng fx đó. Thế rồi ở đây chúng ta có một cái định nghĩa tiếp theo như thế này. Đó là fx lớn. Nó là tập hợp các cái giá trị fx sao cho x của chúng ta thuộc x lớn. Tức là nó tập hợp tất cả những cái giá trị y nhỏ, tập hợp tất cả những cái ảnh của x. Do vậy mà cái fx lớn này của chúng ta được gọi là tập hợp ảnh của ánh xạ f. Hay người ta còn gọi đó là tập giá trị của ánh xạ F nữa. Thế thì đó là cái định nghĩa nó tương đối là khô khan, tương đối là mang tính chất mệnh đề. Thế bây giờ thầy sẽ giúp cho các em hiểu ánh xạ thông qua cái giảng đồ Venn để chúng ta nắm lại một chút về cái định nghĩa, cái khái niệm ánh xạ như sau. Bây giờ chúng ta có hai cái tập hợp sau đây. Chẳng hạn như ở đây thầy diễn tả cái vòng tròn, cái elip này như là một cái tập hợp x. Và giả sử rằng tập hợp x của chúng ta nó gồm có 3 cái phần tử. Và thầy được ký hiệu phần tử là 1, 2 và 3. 3 phần tử này tên của nó là 1, 2 và 3. Chúng ta có tiếp một cái tập hợp mà thầy đặt tên là y. Và giả sử rằng tập hợp y này của chúng ta gồm có 4 phần tử và thầy đặt tên cho từng phần tử là A, B, C và D. Thế bây giờ chúng ta hãy quan sát một cái tương ứng mà thầy mặc định của nó như sau.
Ví dụ, ứng với số 1 ta cho nó là D, tức là ảnh của 1 là D, tức là 1 tương ứng với giá tương ứng với D. 1 trong tập hợp X thầy cho tương ứng với D. Rồi 2 thầy lại cho tương ứng với phần tử B trong Y. Và 3 thầy cho tương ứng với một phần tử D trong Y. Thế bây giờ chúng ta hãy quan sát cái tương ứng này xem coi nó có là ánh xạ hay không. Trước hết tất cả mọi phần tử trong X, đây, 1, 2, 3 đều tương ứng được với một phần tử trong Y. Và mỗi phần tử trong X thì ta thấy rằng nó chỉ tương ứng với một phần tử duy nhất trong Y. Ví dụ 1 chỉ tương ứng với D, ví dụ 2 chỉ tương ứng với B, ví dụ 3 chỉ tương ứng với D. Và xin lưu ý rằng có thể 1 và 3 cùng tương ứng với một phần tử nào đó trong tập hợp Y cũng được. Thì cái hình ảnh này cho ta có được một cái ánh xạ, ví dụ đặt tên là F, đi từ tập hợp X vào tập hợp Y. Vậy thì với cái kiểu, với cái mà thầy vừa mới nêu cho các em qua cái sơ đồ này, thì chúng ta có được một cái cách ghi như thế này. Đó là ảnh của 1 qua ánh xạ F, nó là gì? Nó là D. Ta ký hiệu là F1 bằng D. Một cách tương tự như vậy, 2 ảnh của nó qua ánh xạ F, ta ghi là F2. Và ở đây theo sơ đồ giản đồ Venn thì ta có ở đây nó là B. Một cách tương tự, 3 chúng ta có qua ánh xạ F, nó biến thành một cái phần tử, đó là D, và ta ký hiệu đó là F3 bằng D. Ở đây là cái cách mà chúng ta ghi nó là như thế. Vậy thì bây giờ ở đây nó còn có, vừa rồi thì đầu giờ thì thầy cũng có nói với các em là ánh xạ thầy giảng để chúng ta chuẩn bị bắt qua cái chương hàm số đó. Thế thì bây giờ nếu mà hai cái tập hợp X và Y này của chúng ta nó đều là tập con của R cả, thì khi đó cái ánh xạ F này của chúng ta bây giờ nó gọi nó là hàm số, có thế thôi. Thế bây giờ thì chúng ta quan sát thêm một số những cái hình ảnh nữa để chúng ta hiểu rõ hơn về ánh xạ như thế này. Ví dụ như bây giờ thầy bôi cái, bây giờ những bôi cái số 3 này đi nhé, bôi cái phần tử 3 này đi. Bây giờ chúng ta thấy chẳng hạn 3 thầy cho nó đi vào đây, tức là 3 tương ứng với lại phần tử A trong Y. Thế rồi thầy lại tiếp tục cho 3, nó lại tương ứng tiếp với một phần tử C trong Y. Như vậy ta quan sát cái sự tương ứng này nó có thỏa được cái định nghĩa của ánh xạ hay không, thì câu trả lời là không. Bởi vì một phần tử 3 trong X nó đã tương ứng với hai phần tử A và C ở trong Y, điều đó không đúng. Mỗi phần tử trong tập hợp X chỉ được phép tương ứng với duy nhất một phần tử trong tập hợp Y thôi. Như vậy đây không phải là ánh xạ. Chúng ta để ý như vậy. Thế bây giờ chẳng hạn thầy cho thêm một chút nữa để chúng ta nắm cho nó vững. Chẳng hạn như bây giờ thầy cho 1, 2 nó tương ứng với A nhỏ trong Y, rồi 1 cũng tương ứng với A nhỏ trong Y nữa. Điều này F có phải là ánh xạ hay không? Thì câu trả lời là phải là ánh xạ. Nó là ánh xạ lý do sau đây. Ta thấy rõ ràng mỗi phần tử trong tập hợp X cũng chỉ tương ứng với duy nhất một phần tử trong tập hợp Y, cụ thể đó là phần tử A. Có thể rằng cả 3 phần tử của X đều tương ứng với một phần tử trong Y, điều đó cũng được. Thế thì lúc này ví dụ thầy ký hiệu như sau để chúng ta thấy được cái giản đồ này. Khi đó ta ghi là ánh xạ F đi từ tập hợp X vào tập hợp Y, ứng với mỗi giá trị X thuộc X lớn, ta đều xác định được duy nhất một phần tử, đó là ai? Đó là A nhỏ trong tập hợp Y. Và thường thì chúng ta biết rằng đối với cái ánh xạ kiểu này thì ta hay gọi nó là cái hàm hàn nếu mà nó là hàm số nhé. Thì bây giờ thầy đã diễn tả hết được cho chúng ta thông qua cái giản đồ Venn để mà chúng ta thấy được cái hình ảnh của ánh xạ. Thế bây giờ chúng ta có liên tưởng gì trong thực tế của mình với cái khái niệm ánh xạ không nhé? Thế bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này các em nghe. Chẳng hạn như bây giờ thầy gọi A lớn nhé, là tập hợp tất cả những cái số được ghi trên cái bảng số xe gắn máy. Thầy xin nhắc lại để chúng ta nghe cho nó kịp. Thầy gọi A lớn là tập hợp các số
mà được ghi ở trên các cái bảng xe gắn máy. Và thầy gọi B lớn là tập hợp tất cả các xe gắn máy. À, như vậy thì cha ta thấy một điều như thế này. Ứng với mỗi một bảng số xe thì chỉ có một xe gắn máy được gắn cái bảng đó, số đó thôi. Với số khác thì lại tương ứng với một cái xe gắn máy khác. À, như vậy nếu ta xác lập được cái tương ứng như vậy đi từ tập hợp A vào tập hợp B, thì với cái cách tương ứng đó cho ta được một ánh sáng. Bởi lẽ không có một cái số xe nào mà gắn cho một lúc hai xe gắn máy khác nhau được. Đó, điều đó chúng ta thấy nó là một ánh sáng đấy. Cho nên thực tế chúng ta thấy có rất nhiều những cái hình ảnh ở ngoài mà chúng ta thấy nó mang cái hình ảnh là ánh sáng. Thầy lấy ví dụ luôn, chẳng hạn như là cái số nhà chúng ta đang có. Nếu ta gọi A là tập hợp tất cả những số nhà và B là tập hợp tất cả những ngôi nhà, thì rõ ràng mỗi một số nhà nó đều gắn với một ngôi nhà. Hai ngôi nhà khác nhau thì đương nhiên nó đều mang cái số nhà khác nhau. Cho nên nếu ta xem một cái tương ứng đó đi từ tập A và tập B thì đó cũng là một ánh sáng. Chẳng hạn như tên của chúng ta, tên của con người, mỗi một tên nó gắn với một con người. Như vậy thì đó cũng là mang một cái hình ảnh ánh xạ cho chúng ta. Đó là tất cả những cái điều mà thầy diễn tả về cái khái niệm ánh xạ để chúng ta theo dõi cho nó kịp. Thế bây giờ thì chúng ta có một cái chú ý nhỏ nhỏ liên quan đến cái khái niệm ánh xạ bằng những cái câu hỏi thầy đặt ra đúng hay sai để chúng ta nhận định nhé. Chẳng hạn như bây giờ thầy có một cái mệnh đề toán học sau đây. Thầy cho F là một hàm một ánh xạ đi từ tập hợp X vào tập hợp Y. Thế bây giờ nếu như với mọi Y thuộc vào Y lớn thì bao giờ ta cũng tìm được một phần tử X thuộc X lớn sao cho Y bằng Fx, tức là X, Y là ảnh của X qua ánh xạ F. Thế thì vấn đề đặt ra điều này đúng hay sai? Thế thì chúng ta quay trở lại cái hình ảnh là cái bảng số xe và xe gắn máy. Chúng ta thấy rằng điều đó, chẳng hạn như bây giờ tất cả những cái xe gắn máy đều có bảng số, thì điều đó thầy cho rằng không đúng. Bởi vì những cái xe mà còn đang nằm trong xưởng thì rõ ràng chưa mang ra thị trường, thì làm sao mà chúng ta có được cái số xe cho cái xe đó được. Như vậy thì ở đây với mọi Y thuộc Y lớn mà ta bảo rằng bao giờ chúng ta cũng tìm được một X nhỏ thuộc X lớn để Y bằng Fx, điều này là không đúng. Chúng ta chú ý dùng cho cái điều này. Và nhưng mà rồi thì ngược lại. Vậy thì bây giờ với mọi X thuộc X lớn bao giờ ta cũng tìm được một Y nhỏ thuộc Y lớn để cho Y bằng Fx. Thế thì điều này đúng hay sai? Thế thì điều này là hoàn toàn đúng, là bởi vì thực chất ra đây cũng chính là định nghĩa của ánh sáng. Mọi giá trị của X bao giờ ta cũng có tương ứng với một giá trị duy nhất trong Y. Như vậy thì điều này là hoàn toàn đúng. Ở đây là hai cái khái niệm, hai cái mệnh đề mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình mà chúng ta làm ánh sáng. Thế thì chúng ta có thêm một cái định nghĩa nhỏ nhỏ như thế này. Bây giờ thầy cho A lớn là một tập hợp con của tập hợp X. X là cái tập hợp đây, tập giá trị, tập mà xác định của hàm số F của ánh xạ F đó. Thế bây giờ ta đặt cái ký hiệu F A, nó gồm tất cả những giá trị Y thuộc vào Y lớn sao cho bao giờ cũng tìm được một X thuộc A, A này là các em, để cho Y của chúng ta bằng Fx. Thế thì lúc đó cái FA này nè, chúng ta gọi đó là ảnh của tập hợp A qua ánh xạ F. Và điều này cho ta biết rằng nếu như ta chọn một Y thuộc vào FA, cái điều này quan trọng để chúng ta làm bài tập này. Y thuộc FA thì điều này có nghĩa là bao giờ chúng ta cũng tìm được một phần tử X thuộc A để sao cho Y của chúng ta bằng Fx, tức là Y là ảnh của X qua ánh xạ F. Thì cái chú ý này nó giúp cho chúng ta làm được một loạt những cái bài tập sau đây.
Thế thì bây giờ thầy sẽ cho các em một số những ví dụ liên quan đến ánh xạ để chúng ta qua đó hiểu rõ hơn một chút về ánh xạ. Thì cái loạt bài tập này nó lại liên quan đến cái khái niệm tập hợp trong cái chương trình phổ thông mà chúng ta đã được học, cho nên là đây thầy cũng không nhắc lại nhiều. Và chúng ta xem cái ví dụ thứ nhất trước. Thầy cho một ánh xạ F đi từ tập hợp X vào tập hợp Y, và AB của chúng ta đều là những tập con của tập hợp X. Đề bài yêu cầu chúng ta rằng nếu A là tập con của B thì FA cũng là tập con của FB. Thế bây giờ để chứng minh hai tập FA là con của FB thì chúng ta lấy bất kỳ một phần tử nào đó của FA và ta chứng minh cái phần tử đó cũng thuộc FB thì sao? Đó là ý, đó là cái định nghĩa của tập hợp con. Do vậy mà trước hết thầy lấy với mọi y thuộc FA và thầy cố gắng, chúng ta cố gắng chứng minh y của chúng ta cũng thuộc vào FB nữa là sao. Thế thì bây giờ y của chúng ta mà thuộc FA thì theo vừa rồi chúng ta có cái chú ý, bao giờ chúng ta cũng tìm ra được một cái phần tử x thuộc A để sao cho y của chúng ta phải bằng với fx. Thế thì ở đây chúng ta lại quay trở lại giả thiết A của chúng ta là tập con của B. Do vậy nếu x mà thuộc A thì đương nhiên x của chúng ta cũng thuộc B. Do vậy với x thuộc A thầy kéo theo được x đương nhiên phải thuộc B bởi vì A là con của B. Mà x thuộc A thì ta có y bằng fx, cho nên ở đây thầy chỉ chép lại cái y bằng fx ở trên xuống thôi. Vậy thì chúng ta lại quay trở lại, chúng ta có được một x thuộc B để y bằng fx. Do vậy y của chúng ta nó phải thuộc vào cái tập hợp ảnh fb. Đúng chưa? Rồi, bây giờ lại quan sát tiếp. Như thế thì chúng ta lấy với mọi y thuộc fa, ta suy ra được y của chúng ta thuộc fb. Như vậy theo định nghĩa tập hợp con thì chúng ta có được ngay fa của chúng ta phải là tập con của fb, và đây chính là cái điều mà chúng ta phải chứng minh. Thế thì thông qua cái mệnh đề này chúng ta sẽ có một loạt những cái bài toán kiểu giống như ví dụ này. Và nhớ luôn cái kết quả của bài toán, đó là AB là hai tập con của tập hợp X, và nếu A là tập con của B thì FA phải nằm trong FB. Cái này chúng ta nhớ ha. Thầy cho một ánh xạ F đi từ tập hợp X vào tập hợp Y. Cũng thế, A và B là hai tập con của X. Đề bài yêu cầu chúng ta chứng tỏ rằng F của A hợp B bằng FA hợp với FB. Thế bây giờ để chứng tỏ hai tập hợp bằng nhau thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải chứng minh tập hợp này là tập con của tập hợp kia và ngược lại, tức là tập hợp kia cũng là tập con của tập hợp này. Nói cho một cách cụ thể hơn, chúng ta muốn chứng tỏ A và B là hai tập bằng nhau thì chúng ta chứng minh tập hợp A là con của tập hợp B và ngược lại, B cũng là tập hợp con của A. Do vậy mà ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị chứng minh tập, thầy chứng minh điều này trước. FA hợp với FB là tập con của FA hợp B như sau nhé. Trước hết thì chúng ta quan sát một cái dạng đồ Venn như sau. Thầy cho đây là tập hợp A và đây là tập hợp B. Thế thì A hợp B nó là cả cái phần này, nó là bao gồm tất cả những phần tử của cả A, của cả B. Nó bao gồm hết, nó gồm hết tất cả những phần tử của AB lại với nhau. Thì đó là tập hợp A hợp B. Thế thì với cái dạng đồ Venn như thế này thì chúng ta thấy ngay rõ ràng là tập hợp A của chúng ta đương nhiên nó nằm trong cái tập hợp
A hợp B. Mà nếu A nằm trong A hợp B thì ví dụ vừa rồi cho ta có được qua ánh xạ F, ta có được ngay FA phải nằm trong F của A hợp B qua cái ví dụ vừa rồi. Với cái giản đồ Venn như thế này thì các em lại thấy tiếp, rõ ràng tập hợp B của chúng ta là tập con của tập hợp A hợp B. Như vậy thì ta kéo theo được do ví dụ vừa rồi, chúng ta có được luôn FB đương nhiên là tập con của FA hợp B. Vậy thì bây giờ chúng ta lại xem tiếp một cái giản đồ nữa. Thầy vẽ một cái tập hợp FA hợp B đây, một bằng cái sơ đồ vàng. Thế thì vừa rồi chúng ta chứng minh được FA là tập con của FA hợp B. Do vậy thầy vẽ tập hợp FA nằm hẳn trong cái tập hợp FA hợp B. Chúng ta lại có tiếp FB cũng là tập con của FA hợp B. Như vậy thì điều này có nghĩa là cái tập hợp FA hợp với FB đương nhiên nó phải nằm hẳn trong cái tập hợp FA hợp B này của chúng ta. Do vậy mà từ đây chúng ta kéo theo được điều gì? Cái tập hợp FA của chúng ta hợp với tập hợp FB đây chắc chắn nó phải là tập con của A hợp B. Như vậy chúng ta đã chứng minh được một điều sau đây. Chúng ta quay trở lại cái đề một chút. FA hợp FB chỗ này là tập con của FA hợp B là ở chỗ này. Như vậy ta đã chứng minh được cái chiều này. Vậy thì bây giờ vấn đề còn lại chúng ta chỉ cần chứng minh F của A hợp B là tập con của FA hợp với FB là sao. Bây giờ thì chúng ta vừa mới đạt được cái điều vừa rồi ở chỗ này nhé. Vậy thì bây giờ để chứng minh FA hợp B là tập con của FA hợp B thì chúng ta làm như thế này. Trước hết chúng ta lấy với mọi y thuộc vào cái tập hợp FA hợp B. Và chúng ta cố gắng chứng minh cái y này nó cũng thuộc vào tập hợp FA hợp FB. Thì đương nhiên FA hợp B là con của FA hợp với FB. Thế thì bây giờ theo định nghĩa thì ta có được y mà thuộc vào FA hợp B thì bao giờ chúng ta cũng tìm được một giá trị x thuộc vào A hợp B để ta có được y bằng fx. Mà x thuộc A hợp B có nghĩa là x thuộc A cũng được, x thuộc B cũng được, mà x thuộc cả A lẫn B cũng được. Nó rất thoải mái ở cái tập hợp hợp. Như vậy thì từ đây ta có được điều gì? X thuộc A cũng được. Mà nếu x thuộc A thì đương nhiên x thuộc B cũng được đó, đúng không ha? Thì đương nhiên là ta sẽ có được y bằng fx đây. Nhé. Còn đây là cũng vậy, y bằng fx. Thầy viết lại thôi. Tức là x thuộc A hay x thuộc B thì ta có được y bằng fx. Mà x thuộc A sao cho y bằng fx thì có nghĩa là y của chúng ta thuộc vào tập FA. Còn x thuộc B sao cho y bằng fx thì ta cũng có được y của chúng ta cũng phải nằm ở cái tập hợp, cũng thuộc vào cái tập hợp FB. Như vậy thì bây giờ chúng ta lại thấy tiếp y thuộc FA cũng được, y thuộc FB cũng được. Có nghĩa là y của chúng ta thuộc đâu? FA hợp với FB. Thế rồi bây giờ chúng ta lại quay trở lại một chút. Chúng ta có được cái gì? Với mọi y thuộc FA hợp FB, chúng ta đã suy ra được y cũng thuộc vào FA hợp với FB. Do vậy mà FA hợp B này phải là tập con của tập hợp FA hợp với FB. Thế rồi vừa rồi thì chúng ta chứng minh được cái FA hợp với FB là con của FA hợp B. Rồi bây giờ lại tiếp tục chứng minh được FA hợp B là tập con của FA hợp FB. Do vậy mà chúng ta có hai tập hợp đó phải bằng với nhau. Như vậy thì chúng ta cũng vừa mới giải quyết xong cái bài tập vừa rồi. Vậy thì có một vấn đề đặt ra như cái này, chúng ta nhớ cũng dễ. Tức là F của A hợp B
thì bao giờ cũng bằng FA hợp với FB. Vậy một điều tự nhiên là bây giờ nếu ta thay cái hợp bằng giao thì bây giờ có đúng được như vậy hay không? Cụ thể là FA giao B nó có bằng với FA giao với FB hay không? Thì chúng ta sẽ có được cái câu trả lời ngay ở đây, đó là không. Bằng cách chúng ta xét tiếp một cái ví dụ nữa như sau. Thầy cho một cái ánh xạ F đi từ tập X vào Y. AB của chúng ta đều là những tập con của X. Và FA giao B không bằng FA giao FB mà chỉ là tập con của FA giao B thôi. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ chứng minh cái điều này. Thế bây giờ chúng ta quan sát một chút về cái dạng đồng ven để cho nó dễ hiểu. Thầy có đây là tập hợp A và đây là tập hợp B. Thế thì bây giờ A giao B nó là cái phần chung của A và B. Thế thì một cách rõ ràng ta thấy được điều sau đây. Rõ ràng cái tập hợp A giao B này nó phải nằm trong tập hợp A. Đó là điều hiển nhiên, phải chưa? Mà do cái ví dụ đầu tiên thì chúng ta thấy A giao B mà nằm trong A, thì do đó F của A giao B cũng phải nằm trong FA. Thế thì chúng ta quan sát trở lại cái hình thêm một lần nữa. A giao B chúng ta còn thấy nó là tập con của tập hợp B. Như vậy thì qua ánh xạ F thì ta có được F của A giao B. Nó cũng là tập con của FB. Và cái này nó nằm ở trong ví dụ thứ nhất. Chúng ta đạt được hai cái kết quả này. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiếp. Bây giờ để chứng minh FA giao B nằm trong FA giao với FB thì chúng ta lấy với mọi phần tử nằm trong tập FA giao B và ta chứng minh phần tử đó cũng thuộc vào FA giao với FB như sau. Thầy lấy với mọi Y thuộc vào cái tập FA giao với FB. Như vậy thì theo định nghĩa chúng ta có được cái điều này. Xin lỗi thầy nói. FA giao B lại nằm trong FA, cho nên đương nhiên ta suy ra Y của chúng ta cũng thuộc vào FA. Thế rồi, ở đây ta vừa mới đạt được FA giao B nằm trong FB mà Y thuộc FA giao B, cho nên Y đương nhiên cũng thuộc vào FB. Mà điều này là luôn luôn đúng cả hai, do vậy ở đây ta phải sử dụng cái ký tự là cái móc nhỏ. Ta sử dụng cái ký hiệu là móc nhỏ. Và Y mà thuộc về FA, Y cũng thuộc vào FB thì đương nhiên Y của chúng ta thuộc vào đâu? FA giao với FB. Chúng ta lại quan sát trở lại, chúng ta thấy rằng với mọi Y thuộc vào FA giao B, ta đã suy ra được Y của chúng ta thuộc về FA giao với FB. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là F của A giao B nó là tập con của FA giao với FB. Như vậy thì rõ ràng dấu bằng của chúng ta trong trường hợp phép toán giao là không đúng. Nhưng nó đúng đối với phép toán hợp. Điều đó chúng ta nhớ. Thế bây giờ để xem, chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem tại sao nó lại không phải là dấu bằng. Như vậy thì chúng ta coi trở lại. Vậy thì FA giao FB nó có nằm trong FA giao B hay không? Nếu mà nó nằm ở trong thì đương nhiên nó sẽ bằng nhau. Thì đương nhiên là chúng ta quan sát một cái phản chứng sau đây. Chẳng hạn thầy cho một ánh xạ F đi từ tập hợp X vào đến tập hợp Y. Giả sử rằng X của chúng ta nó gồm là có 3 phần tử 1, 2, 3. Và giả sử Y của chúng ta là tập hợp gồm 4 phần tử A, B, C, D. Chúng ta sẽ xem một cái quan hệ sau đây, một cái tương ứng sau đây nhé. Thầy lấy ví dụ như một ảnh của nó qua ánh xạ F là C. Ví dụ hai ảnh của nó qua ánh xạ F là A. Và ba ảnh của nó là C. Thế bây giờ ta xem thử điều này đúng hay sai bằng cách sau đây. Thầy sẽ chọn ra một tập hợp A nào đó
trong tập hợp X. Ví dụ, thầy chọn A của chúng ta gồm có hai phần tử 1, 2. Thì rõ ràng 1, 2 đây là tập con của X rồi, khỏi cần gì bàn cãi cả. Như vậy thì lúc này chúng ta có được cái tập hợp FA nó là gì? A của chúng ta gồm hai phần tử 1, 2. Đây các em, 1, 2. 1 tương ứng với phần tử C, 2 tương ứng với phần tử A. Như vậy F lớn A nó là tập hợp gồm có hai phần tử A và C. Ta xem tiếp một tập hợp B cũng là con của X như sau. Chẳng hạn B thầy chọn nó là phần tử 3, gồm có một phần tử là 3 thôi. Như vậy thì rõ ràng tập hợp mà có một phần tử là 3 thì nó cũng nằm trong tập hợp X. Và lúc này thì ta có được cái FB của chúng ta. Ứng với 3 thì ta có tương ứng là phần tử C. Thì đây là C. Rồi bây giờ thì ta quan sát chút nữa. Thế bây giờ thầy đang chuẩn bị tính cái FA giao với FB. Đây, FA và FB giao lại với nhau thì ta có được cái gì? A và B, FA, FB giao lại với nhau thì ta chỉ thấy có một phần tử chung duy nhất là C thôi. Như vậy nó chỉ là một tập hợp có một phần tử C duy nhất. Thế bây giờ chúng ta lại làm tiếp cái FA giao B. Như vậy muốn có FA giao B thì ta phải tìm A giao B đã. Thế thì ta xét cái tập hợp A giao B. A đây các em, B đây. Cả hai tập hợp A và B chúng ta quan sát thì chúng ta thấy không có phần tử nào chung cả. Do vậy A giao B là rỗng. Mà A giao B là rỗng thì đương nhiên cái ảnh của nó qua ánh sáng F cũng phải là rỗng. Rồi vậy thì bây giờ A giao B là tập hợp gồm một phần tử C. Còn FA giao B là rỗng thì rõ ràng C tập hợp có chứa một phần tử là C không thể nào là tập con của tập hợp rỗng này được. Như vậy rõ ràng điều này của chúng ta là sai. Như vậy thì qua cái ví dụ này thì chúng ta khẳng định được luôn đó là FA hợp B mới bằng FA hợp FB, còn giao là không đúng nhé. Thầy cho một ánh xạ F đi từ tập hợp X vào tập hợp Y. A và B là hai tập con của X. Đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh FA hiệu FB là tập con của FA hiệu với B. Thế thì bây giờ thì cũng vậy thôi. Chúng ta muốn chứng minh thì chúng ta lấy với mọi phần tử thuộc FA hiệu B và chứng minh cái phần tử đó cũng thuộc vào FA hiệu B. Bằng cách là chúng ta lấy với mọi y thuộc FA hiệu B. Thế thì theo định nghĩa phép toán hiệu của hai tập hợp thì điều này có nghĩa là gì? Y phải thuộc FA và y không được phép thuộc FB. Rồi bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục khai triển tiếp cái ý nghĩa này ra. Chúng ta viết tiếp cái giả thiết này ra. Như vậy thì y mà thuộc FA thì điều này có nghĩa là bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái phần tử x thuộc A để sao cho y của chúng ta bằng fx. Còn khi y của chúng ta không nằm ở cái tập FB thì có nghĩa là chúng ta không thể nào tìm ra được một cái phần tử x nào thuộc tập hợp B để sao cho y của chúng ta nó bằng fx được. Các em có nắm được cái chỗ y không thuộc FB chưa? Có nghĩa là không thể tìm ra được một cái phần tử x nào thuộc B để y bằng fx. Và điều này phải xảy ra đồng thời, do vậy ở đây chúng ta phải dùng cái móc nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta lại quan sát tiếp chỗ này. X thuộc A nhưng mà x không có x nào thuộc B, tức là x không thuộc B. X thuộc A, x và x không thuộc B, điều này có nghĩa là x phải thuộc A hiệu B. Và x thuộc A hiệu B tức là ta luôn luôn có được x thuộc A thì phải có y bằng fx. Và x không thuộc B để, tức là bảo đảm rằng cái x này không bao giờ thuộc B rồi, thì đương nhiên bao giờ chúng ta cũng sẽ có y bằng fx. Mà x thuộc A hiệu B
mà ta có được y bằng fx thì đương nhiên y này của chúng ta nó phải nằm trong cái tập hợp fa hiệu b. Vậy thì bây giờ chúng ta lại ngó tiếp, với mọi y thuộc vào tập hợp fa hiệu fb, ta đã suy ra được y cũng thuộc fa hiệu b, do đó mà ta có được fa hiệu b là tập con của fa, fa hiệu fb là tập con của fa hiệu b, và đây chính là cái điều mà chúng ta phải chứng minh. Như vậy thì một cách tự nhiên và chúng ta đặt vấn đề với nhau rằng cái quan hệ ngược lại có đúng hay không, có nghĩa là fa hiệu b có là tập con của fa hiệu fb được hay không. Mà nếu điều đó được thì chúng ta đạt được cái dấu bằng, tức là hai tập hợp đó của chúng ta là bằng với nhau. Thế bây giờ chúng ta xem thử cái điều mà thầy vừa mới gợi ý đó là đúng hay sai thông qua một cái phạt ví dụ nhỏ nhỏ sau đây. Một vấn đề vừa rồi thầy đặt ra, vậy FA hiệu B có là tập con của FA hiệu FB hay không? Chúng ta lại xem tiếp. Ví dụ thầy cho hàm số F đi từ tập hợp X vào tập hợp Y. Với x của chúng ta là tập hợp, thầy giả sử có 3 phần tử được đặt tên là 1, 2, 3. Và y của chúng ta gồm 4 phần tử mà chúng ta đặt tên là A, B, C, D. Chúng ta quan sát một cái tương ứng mặc định trên màn hình của chúng ta như thế này. 1, quả ánh xạ F tương ứng là C. Rồi 2 tương ứng với nó là A. Và 3, quả ánh xạ F thầy cho tương ứng là C. Thế bây giờ ta chọn ra hai tập hợp A và B là con của tập hợp X như sau. Ví dụ thầy cho tập hợp A nó gồm có 2 phần tử là 1 và 3. Như vậy thì bây giờ rõ ràng ta thấy A của chúng ta nằm trong X. Thế thì A mang 2 phần tử 1, 3. Thì lúc này FA của chúng ta nó là A. 1, 3. Qua ánh xạ F nó biến thành C. Như vậy thì nó chỉ có một phần tử duy nhất là C thôi. Rồi bây giờ thay là có một cái tập hợp B, ví dụ có một phần tử là 3. Rõ ràng 3 của chúng ta cũng là tập con của tập hợp X. Như vậy thì ta có được FB, 3 của chúng ta cũng có một phần tử là C thôi. Như vậy thì lúc này ta xem thử coi cái điều chúng ta vừa nói đúng hay sai nhé. Thế thì bây giờ ở đây FA hiệu B muốn có thì ta phải tính A hiệu B. Lấy A hiệu B gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Như vậy chỉ có số 1. Như vậy A hiệu B là tập hợp gồm một phần tử là số 1. Như vậy thì ta suy ra được FA hợp B. Số 1 thì tương ứng của bên nó là C. Đấy. Rồi bây giờ ta lại tính tiếp FA hiệu FB. FA đâu? Đây các em. FB đây các em. Vậy thì cùng với nhau là C cả. Như vậy thì rõ ràng FA hiệu FB nó là tập hợp rỗng. Mà tập hợp rỗng cho nên rõ ràng thì FA trừ FB, FA trừ B thì nó là tập hợp C, không thể nào là tập con của tập hợp rỗng được. Do vậy điều này của chúng ta là không đúng, nó là sai. Như vậy thì chúng ta vừa mới học qua cái khái niệm ánh xạ và thầy cũng giới thiệu cho các em một số những cái ví dụ liên quan đến khái niệm ánh xạ. Bài học của chúng ta đến đây là chấm dứt. Thầy thân ái chào các em.